Chuyện con mèo dạy hải âu bay. Phần 1. Biển Bắc. Có đàn cá trích ven cảng kìa. Hải âu trinh sát thông báo và cả đàn chim từ ngọn hải đăng cát đỏ đón nhận tin vui với những tiếng rít sung sướng vang dài. Chúng đã bay liền một mạch 6 tiếng và mặc dù những con hải âu hoa tiêu đã dò thấy luồng khí nóng có thể giúp cả đàn lướt bay thoải mái trên sóng, chúng vẫn cần nạp lại năng lượng và còn gì tốt hơn là một bữa cá trích tươi ngon. Chúng đang bay trên cửa sông Elbe, nơi dòng nước đổ vào biển Bắc. Từ trên không, chúng thấy những con tàu lần lượt nối đuôi nhau như đàn cá voi, kiên nhẫn và kỷ luật đang chờ tới lượt mình ào ra biển lớn. Khi đã ra khơi, đám tàu sẽ xác định phương hướng rồi tỏa đi tới mọi cảng biển trên khắp hành tinh. Kenga, cô hải âu có bộ lông màu bạc, đặc biệt thích thú quan sát mấy lá cờ của đám tàu. Vì cô biết mỗi lá cờ đại diện cho một cách nói, cách gọi tên cùng một thứ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Loài người thật là vất vả với việc đó. Kenga có lần từng nhận xét với một chị hải âu đồng hành. Không như bọn hải âu bọn mình, trên khắp thế giới cũng chỉ quan quát y như nhau. Câu nói đúng, kỳ quặc nhất là đôi khi vẫn tìm được cách để hiểu nhau đấy. Chị bạn quàng quạc đáp lại. Qua khỏi mép nước, quang cảnh chuyển dần sang màu lục tươi sáng. Kenga có thể nhìn thấy bãi chăn gia súc khổng lồ, điểm xuyết những bầy cừu đang gặm cỏ trong vòng tay bảo vệ của đê điều và những cánh quạt trễ nải trên cối xay gió. Theo sự hướng dẫn của hải âu hoa tiêu, đàn chim từ hải đăng cát đỏ đón lấy một luồng khí lạnh rồi lao xuống vũng cá trích. 120 thân hình lao xuyên mặt nước như những mũi tên, và khi trở lại, con nào cũng có cá kẹp ngang mỏ. Cá trích ngon tuyệt, ngon và béo ngậy. Đó chính xác là thứ chúng cần để phục hồi năng lượng trước khi tiếp tục hành trình đến Den Helder, nơi chúng sẽ nhập cùng đàn từ quần đảo Frisen. Theo như lịch trình, chúng sẽ tiếp tục bay tới Calais, qua eo biển Dover và trên không vực eo biển Manser. Chúng sẽ gặp những đàn chim bay từ vịnh Sen và vực San Malo. Rồi chúng sẽ cùng nhau bay tới vùng trời vịnh Biscay. Khi đó, chúng sẽ có tới cả nghìn con hải âu, một đám mây bạc di chuyển nhanh nhẹn, có thể còn được nhân rộng ra với những đàn chim tới từ Berlin-en-Mer, từ Île-de-Léron, mũi Mexicano, mũi Azores và mũi Bennas. Khi các đàn hải âu tuân theo luật biển và gió tập trung đầy đủ ở vịnh Biscay, Đại hội Hải Âu các vùng Baltic, biển Bắc và Đại Tây Dương sẽ được bắt đầu. Đó hẳn sẽ là những ngày tươi đẹp. Kenga mơ màng khi nuốt chửng con cá trích thứ ba. Đã thành thông lệ hàng năm, chúng sẽ được lắng nghe những câu chuyện thú vị, đặc biệt là chuyện của đàn hải âu từ mũi Bennas, những kẻ ngao du không biết mệt mỏi, đôi khi còn bay xa tới tận quần đảo Canary hay quần đảo mũi Verde. Đám hải âu mái như cô sẽ dành trọn sức lực cho bữa tiệc cá mòi hay mực ống khi đám hải âu trống xây tổ trên đỉnh vách đá. Ở đó, hải âu mái sẽ đẻ trứng, ấp ủ, bảo vệ chúng khỏi hiểm nguy. Và rồi sau khi chim non thay lông tơ và trổ những chiếc lông vũ đầu tiên, sẽ tới khoảnh khắc đẹp nhất trong suốt cuộc hành trình.
dạy những chú hải âu con bay trên vịnh Biscay. Kinga sụp đầu xuống nước bắt con cá trích thứ tư. Vì thế cô không nghe thấy tiếng kêu quang quát, báo động xé toạc cả không trung. Cảng biển nguy hiểm, cất cánh khẩn cấp. Khi Kinga nhô đầu khỏi mặt nước, cô nhận ra mình hoàn toàn trơ trọi giữa đại dương bao la. Con mèo muôn to đùng, mập ú. Tao thật ghét phải để mày lại một mình, cậu nhóc nói, ve vuốt cái lưng con mèo muôn to đùng, mập ú. Rồi cậu quay lại với việc nhét đồ đạc vào ba lô. Cậu chọn một băng cassette của The Boar, một trong những thứ đồ mà cậu ưa thích. Nhét nó vào ba lô, suy nghĩ, rồi lại lấy ra. Cậu không thể nào quyết định được sẽ cất nó vào ba lô hay để lại nó trên bàn. Thật là khó biết cái gì nên mang theo và cái gì nên để lại khi đi nghỉ mát. Con mèo muôn béo mập đang ngồi trên bậu cửa sổ, chỗ nó rất khoái, theo dõi cậu nhóc đầy chăm chú. Tao đã bỏ kính bơi vào chưa ấy nhỉ? George ba, mày có thấy cặp kính của tao đâu không? Mà không. Mày không thể biết nó là cái gì vì mày đâu có ưa nước. Mày không biết mày đã bỏ phí cái gì đâu. Bơi lội là một trong những trò thể thao hay ho nhất đấy. Là một miếng không? Cậu bé hỏi, nhấc hộp thức ăn bé mèo mâm mâm lên. Cậu trút ra một phần ăn ê hề và con mèo muôn béo mập bắt đầu nhấm nháp thật khoan thai để kéo dài sự sung sướng. Đúng là một bữa ngon, giòn và đậm đà vị cá. Cậu chủ quả là tốt bụng, con mèo nghĩ, miệng đầy những mảnh vụn. Ý ta là gì ấy nhỉ? Một cậu nhóc tốt bụng thôi ư? Cậu chủ phải là xịn nhất ấy chứ. Nó tự đính chính khi nuốt thức ăn. Giọt ba, con mèo muôn to đùng mập ú có lý do thích đáng cho quan điểm của mình về cậu nhóc. Người không chỉ chịu xuất tiền tiêu vặt thết đãi giọt ba món ngon mà còn giữ cho cái thùng nơi giọt ba đi vệ sinh luôn sạch sẽ. Cậu tán chuyện với nó và dạy dỗ nó những điều quan trọng. Họ thường dành nhiều giờ ngồi ngoài ban công ngắm cảnh giao thông rộn rịp ở cảng biển Hamburg. Rồi kế đó, cậu nhóc sẽ bắt đầu nói, kiểu như, mày thấy cái thuyền kia không, Jokpa? Mày có biết nó từ đâu tới không? Từ Liberia đấy, một nước ở châu Phi cực kỳ hay, do những người từng sống đời nô lệ sáng lập. Khi nào lớn, tao sẽ trở thành thuyền trưởng một tàu viễn dương lớn, rồi tao sẽ tới Liberia. Mày cũng sẽ đi cùng tao đấy, Jokpa à. Mày sẽ là một con mèo vượt đại dương ngon lành, tao chắc chắn đấy. Giống như mọi đứa trẻ sống quanh khu cảng. Cậu nhóc này cũng mơ mộng được du hành tới những đất nước xa xôi. Con mèo mung to đùng, mập ú lắng nghe, gừ gừ trong cổ. Nó có thể tưởng tượng ra mình trên boong một con tàu viễn dương khổng lồ đang chạy xuyên những lớp sóng. Đúng, Sọt Ba rất yêu quý cậu nhóc và không bao giờ quên rằng nó nợ cậu mạng sống của mình. Món nợ của Sọt Ba bắt đầu từ ngày nó bỏ cái giỏ, vốn từng là máy ấm gia đình cùng với 7 anh chị em khác. Sữa của mèo mẹ thật ngọt ngào, ấm áp. Nhưng nó cũng muốn nếm thử mấy cái đầu cá mà người ở chợ hay quẳng cho lũ mèo lớn. Nó cũng không định đi ăn mảnh một mình. Không hề. Ý định của nó là sẽ quay lại giỏ và bảo với các anh chị em khác, bú sữa mẹ thế này là đủ lắm rồi. Mọi người không thấy mẹ gầy đi như thế nào sao? Ăn miếng cá này đi. Đây là thứ mà tất cả bọn mèo ở cảng đều ăn đó. Vài ngày trước khi giọt ba rời khỏi giỏ, mèo mẹ đã rất nghiêm khắc nói với nó. Con đã có chân cẳng và giác quan nhanh nhạy, mấy điều đó tốt thôi, nhưng con phải biết thận trọng mỗi khi đi đâu. Mẹ không muốn con bò ra khỏi giỏ. Mai kia thôi, con người sẽ tới và quyết định số phận của con. Cũng như các anh chị em con, mẹ đảm bảo là họ sẽ đặt cho con cái tên hay và cho con mọi đồ ăn con muốn.
Con thật may mắn vì được sinh ra ở cảng. Người dân cảng thường yêu thương và bảo vệ loài mèo. Điều duy nhất họ mong đợi ở chúng ta là giúp xua đuổi lũ chuột. Ồ, đúng rồi, con trai. Con thật là thật may mắn khi là một con mèo ở cảng. Nhưng con vẫn phải cẩn thận. Chỉ có một điều con có thể gây ra rắc rối. Trông các anh chị em của con đi, con trai. Con thấy tất cả chúng nó đều lông xám rồi chứ? Và lông của chúng đều có vằn như da hổ. Còn con, ngược lại, khi sinh ra đã đen từ đầu tới chân, chỉ trừ túm lông trắng dưới càm. Có những người còn tin con là mèo đen tới điểm... Có những người còn tin là mèo đen mang tới điểm xấu. Vì vậy con trai, mẹ không muốn con ra khỏi giỏ. Nhưng giọt ba lúc đó mới chỉ là một quả bóng lông bé xíu đen ống như than. Cứ lén bò ra khỏi giỏ, nó muốn ăn thử một cái đầu cá. Và nó cũng muốn biết thêm tí xíu về thế giới bên ngoài. Nó cũng chưa đi được xa khi líu ríu tìm tới chỗ quầy cá. Với cái đuôi dựng đứng run run, nó chạy ngang qua con chim to tướng đang gà gật, cái đầu mẹo sang một bên. Đó là một con chim cực kỳ xấu xí với cái bụng lớn lủng lẳng dưới mỏ. Hẳn một cái, chú mèo con cảm thấy mặt đất dưới chân biến mất và còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó đã nhận ra mình đang lộn nhào trên không. Nhớ lại một trong những lời dạy đầu tiên của mẹ, nó tìm vị trí có thể đáp xuống bằng cả bốn chân. Nhưng thay vào đó, nó thấy bên dưới con chim đang ngoác cái mỏ chờ đón. Nó rơi tọt vào cái bọng, trong đó tối thui và bốc mùi phát khiếp. Nhả tao ra, nhả tao ra. Con mèo con gào lên tuyệt vọng. Úi, nó biết nói. Con chim lào bào mà không cần mở mỏ. Mày là cái giống gì thế? Nhả tao ra, không tao cào cho bây giờ. Con mèo con mèo lên đe dọa. Tao nghi mày là con ếch, mày có phải ếch không? Con chim hỏi, kẹp thật chặt cái mỏ dài. Tao chết ngỡ trong này mất thôi, con chim ngu ngốc kia. Mèo con gào lên. Đúng rồi, mày là ếch, một con ếch đen, kỳ quặc ghê. Tao là mèo và tao phát điên lên rồi đây, nhả tao ra không? Nhả tao ra không thì mày phải ân hận đấy. Giọt ba bé bỏng đe dọa, lần mò trong cái bọng tối thui để tìm chỗ cắm móng vuốt. Mày tưởng là tao không biết mèo với ếch khác nhau chỗ nào hử? Mèo có lông, nhanh nhẹn và có mùi dép đi trong nhà. Mày là ếch, có lần tao đã chết vài con ếch rồi, cũng không đến nỗi tệ. Nhưng chúng đều có màu xanh. Nói xem, mày không phải ếch độc chứ hử? Con chim rên lên, thoáng chút lo sợ. Đúng đúng, tao là ếch độc. Và hơn nữa, tao còn mang tai họa đến cho mày đấy. Ôi, làm thế nào bây giờ? Tao lùng sục nguyên con cầu gai độc mà vẫn sống ngon lành. Tao từng sực nguyên con cầu gai độc mà vẫn sống ngon lành. Làm thế nào bây giờ? Tao sẽ nuốt chửng mày, hay nhè mày ra đấy. Con chim phân vân. Bỗng nó đột nhiên ngừng lải nhải, bắt đầu nhảy lên, nhảy xuống và vỗ cánh bầm bập. Cuối cùng, nó cũng chịu hé mỏ ra. Giọt ba bé nhỏ, mình đầy nhớt dãi, cố ngồi đầu lên và nhảy ra ngoài. Rồi nó thấy cậu nhóc đang tóm lấy cổ con chim, lắc lấy lắc để. Mày mù rồi hả con bồ nông đồng đần độn này? Lại đây nào mèo con, tí nữa thì mày tiêu đời trong bụng con chim già xấu xí kia rồi. Cậu nhóc nói rồi bế giọt ba lên tay. Và đó là khoảnh khắc bắt đầu cho tình bạn kéo dài đã 5 năm nay. Nụ hôn của cậu nhóc trên trán làm phân tán những hồi tưởng của giọt ba. Nó nhìn bạn mình khoác ba lô lên vai, đi ra cửa và nán ở đó vẫy chào tạm biệt nó lần nữa. Bọn mình sẽ không gặp lại trong suốt 4 tuần lễ. Tao sẽ nhớ tới mày hằng ngày giọt ba ạ. Tao hứa đấy. Tạm biệt giọt ba. Tạm biệt. Hai thằng nhóc em cũng gào lên và vẫy tay chào rối rít. Nó lắng nghe tiếng then cài cửa vang lên 2 lần, rồi chạy tới cửa sổ nhìn xuống phố, quan sát gia đình chủ lái xe đi.
con mèo mun béo mập hít một hơi sâu, khoan khoái. Trong suốt 4 tuần lễ, nó đàng hoàng là chúa tể, là chủ nhân của cả căn hộ. Một người bạn của nhà chủ mỗi ngày sẽ tới mở một hộp đồ ăn mèo và dọn dẹp cái thùng vệ sinh của giọt ba. Có tới những 4 tuần để nằm ườn trên ghế bành, trên giường hay vọt ra ban công, leo lên mái nhà lợp ngói, nhảy vù từ đó sang mấy cành cây dễ già, rồi trượt theo thân cây xuống sân trong, nơi nó vẫn khoái tụ tập cùng đám mèo hàng xóm. Nó cũng chẳng thấy chán tí nào đâu, không đời nào. Ít nhất đó là điều mà giọt ba, con mèo muôn to đùng mập ú, hình dung ra, bởi nó không thể nào biết được chuyện gì sẽ tới. Hôm nay mình sẽ đọc 2 cái mục đầu của phần 1. Thì các bạn nghe nếu mà thấy hay thì có thể mua sách để ủng hộ tác giả nha. Video sau mình sẽ đọc tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.